Rồi Quang Tây xin chào bà con nha các bạn nha. Thì hôm nay cập nhật giá thanh long ngày 17 tây tháng 8 thì mình cập nhật giá thanh long chiều nay để cho bà con mình sáng mai cắt bán nha. Thì giá thanh long hôm nay, giá thanh long ruột đỏ tăng khoảng 2.000 đồng một ký so với ngày hôm qua, ngày hôm kia. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật giá thanh long ruột trắng trước nha bà con. Giá thanh long ruột trắng hiện tại thì nó hàng đẹp nó nằm khoảng 13 đến 15.000. Hàng sàn từ 11 đến 13.000. Hàng thường nằm giá 8 đến 10.000. Hàng dạt 4 5.000. Đó là giá long ruột trắng Bình Thuận nha. Giá long ruột trắng Bình Thuận thì nó cao hơn giá long ruột trắng miền Tây khoảng 2.000 đồng một ký. Còn giá long ruột đỏ hôm nay thì loại 1 nó 21.000. Loại 2 nó 16.000. Loại 3 11.000. Loại 4 6.000, hàng ngang trộn 6.000. Thì cái đợt chính này thì bà con mình cũng không còn nhiều, thì mình cập nhật giá thanh long lên đây để cho mấy bà con nào còn thanh long bán để ngày mai bà con mình có thể cắt bán được cái giá tốt nhất nha. Thì kênh mình có làm về bên mảng dự báo thời tiết nữa, thì bà con mình mai mốt có thể xem thời tiết để mà mình xong đèn đồ cũng được. Thì mình có cập nhật thời tiết buổi sáng, cập nhật thông tin thời tiết buổi sáng trên khắp cả nước nha. Bà con xem thì ủng hộ, bà con nào có quan tâm thì nhấn đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất. Rồi xin chào bà con và các bạn, gặp lại ở video sau nha.